Hello anh em, hôm nay shop mình xin giới thiệu cho anh em bô tăng KKBS đến từ Thái Lan gắn cho Vario 2018, 2019 và Vario 2020. Thì bô KKBS bên mình thì gồm có lon bô. Đây. Anh em mua bô bên mình là sẽ có tiêu sẵn hết nha anh em. Hàng này là mình mới vừa về luôn. Chính hãng KKBS luôn nha anh em. Đây. Đi kèm nó có luôn cổ luôn nha anh em. Cổ của nó thì có đóng luôn cái logo KKBS nha anh em. Đây. Cổ của nó làm hai khúc rất là đẹp nha anh em. Anh em mua bên mình thì sẽ được bao gắn và bao canh chỉnh lên xe. Anh em ở xa thì mình có ship code hết nha Cứ nhắn tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại cho mình Thì mình sẽ ship code cho anh em thôi Địa chỉ shop mình nằm tại hẻm số 14 nha anh em Nằm trong hẻm số 14, sẹt 1, cây keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú Số điện thoại 0708-797935 Rồi mình xin đọc lại địa chỉ nha Shop mình nằm tại hẻm số 14, sẹt 1, cây keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú số điện thoại 0708 79, 79 Anh em gần xa có mua bô thì ủng hộ shop mình nha. Mình xin cảm ơn.